Mình là Tô Ngọc Bảo Linh và nghệ danh của mình là Linh Ly. Mình là Cara và công việc hiện tại của mình là ca sĩ. Mình tên là Đỗ Hải Đăng, mình đến từ Hà Giang và hiện tại mình đang học tập và sinh sống tại Hà Nội. Mình là Phạm Lịch và công việc hiện tại của mình là một biên đạo. Mình là Trần Thái Sơn, hay có một cái biệt danh đó là Thái Sơn Big Boss. Mình là Phạm Việt Thắng, mình sinh ra và lớn lên tại Hải Dương. Hiện tại mình đang làm công việc là cụ thể là làm ca sĩ. Mình tên là Long Chun, hiện tại mình là diễn viên của Nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam. Thì trước đây thì Linh cũng đã có một vài sản phẩm âm nhạc mà mọi người đã biết đến với hình ảnh cũ của Linh. Và bây giờ thì Linh đã đột phá rồi. Về sản phẩm âm nhạc mới thì mới chỉ có một bài là Không Dám thôi. Và trong thời gian sắp tới thì Linh hy vọng là sẽ làm được nhiều sản phẩm hơn nữa để cho mọi người xem. Hiện tại thì Cara đã review được gần 4 năm tính cả vào khoảng thời gian làm thực tập sinh của công ty nữa. Thì Cara review vào năm 2017 với tên đầu tiên là Em Đã Quen. Nhưng mà mọi người biết đến mình trước đó khi mà mình là đến trong MV này là Anh của Anh Trần Thị Vi. Và sau đó mình có cơ duyên nhiều hơn nghệ thuật và mình bắt đầu review với vai trò là ca sĩ. Chắc còn 10 ngày nữa là kỷ niệm tròn 4 năm. 4 năm vừa rồi thì Việt Thắng cũng đã cho ra khá nhiều ca khúc riêng của mình được sáng tác bởi các anh các chị đến trước. Mục tiêu mà Long tham gia chương trình Gương Mặt Thân Quen năm nay đương nhiên là cái giải quán quân rồi các bạn. Ai đi thi mà không muốn mình là người giải nhất, đúng không? Cái mục tiêu thứ hai của Long đó là Long muốn mang cái hình ảnh của mình á đến gần với khán giả. Mọi người hãy ủng hộ cho Linh và các bạn thí sinh khác trong chương trình Gương Mặt Thân Quen. Và mọi người ơi, cũng đừng quên là hãy ủng hộ mình cùng tất cả các anh chị em thí sinh ở trên các kênh YouTube của chương trình là Gương Mặt Thân Quen Official và ở đây Điều Chuyện Cực để cùng đón xem được những câu chuyện rất là thú vị đằng sau cánh gà của mình và thí sinh tất cả các anh chị trong ekip. Và chương trình được quay